Cuộc vận động viết thư kiến nghị yêu cầu gây áp lực với nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đạt mục tiêu 70 thư gửi đến phân ban nhân quyền Quốc hội châu Âu. Tin được Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam trụ sở tại Paris cho biết hôm 28 tháng 2, theo đó, ông Alvin Jacobson, trưởng nhóm ân xá quốc tế tại Boston, Hoa Kỳ phát động chiến dịch và thư thu thập được gửi đến ông Pierre Antonio Panzeri. Chủ tịch Phân ban Nhân quyền Quốc hội châu Âu, đồng thời là trưởng phái đoàn đến làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến 24 tháng 2 vừa qua. Nội dung thư kêu gọi cho tự do tôn giáo thoát khỏi sự kiềm chế của chính quyền và trả tự do tức khắc vô điều kiện cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Trong chuyến đi, phái đoàn yêu cầu được viếng thăm Đức Thăng Thống Thích Quảng Độ, nhưng phía chính quyền Hà Nội từ chối với lý do nơi ngài ở quá xa cho việc di chuyển. Hiện Đức Thăng Thống Thích Quảng Độ được nói bị giam lỏng ở tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn trước khi rời việt nam phái đoàn có nói rằng nếu không cải thiện nhân quyền việt nam sẽ gặp nhiều khó khăn cho việc phê chuẩn hiệp ước tự do mậu dịch liên âu việt nam